Nhóc con, đang nói cái gì có biết không? Muốn cái gì là muốn cái gì? Từ cơ bản ABC cho tới kỹ thuật làm bánh mà cậu không biết, vậy mà cậu vừa nói là muốn cái gì hả? Dạ, con muốn lấy giấy chứng nhận của thầy. Con sẽ cố gắng hết sức để lấy được nó. Nè, ban ngày ban mặt, cậu sai rồi hả? Dạ không, con đang rất là tỉnh táo. Nè, tỉnh táo mà nói năng như người mất trí vậy? Cậu tưởng lấy cái giấy chứng nhận là dễ lắm hay sao? Chú, con xin hứa là con sẽ thật chăm chỉ, con không ngại khó đâu. Chú tin con đi mà chú. Lấy giấy chứng nhận không phải chỉ có chăm chỉ là được đâu. Vậy ngoài ra còn cần gì nữa chú? Chú với thầy cứ chỉ con đi, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ được có cái miệng à, những người như cậu bây giờ rửa chén 3 năm chưa chắc làm được hay không rồi. Thầy ơi, thầy không giúp con được sao thầy? Tại sao con lại muốn học? Không phải tự nhiên mà con muốn có cái giấy chứng nhận đó gấp rút đến như vậy. Nói thiệt cho thầy nghe đi, con cần cái giấy chứng nhận đó để làm cái gì? Dạ, tại vì con đã lỡ thách đấu với Minh Quân rồi. Sau 2 năm nữa, con và Minh Quân sẽ so tài làm bánh với nhau. Con nói gì? Con và thằng Quân so tài làm bánh với nhau? Dạ phải, con còn muốn thắng nữa. Bởi vì con là Phạm Hữu Nguyện và con sẽ trở thành thợ làm bánh giỏi. Đi ra. Ây da, chú. Đi ra đi. Chú nghe con nói đã mà đi chú ra. Ây da, chú. Đi ra. Ây da. Chú ơi. Đi ra. Chú. Đúng là cái thứ không ra gì. Chú nghe con nói đã mà chú. Chú ơi. Chú. Muốn thắng hả? Đâu có dễ. Thằng nhóc này thiệt tình là. Ba, không phải chuyện giỡn đâu ba. Thằng nhóc này nhìn cái là biết nó cứng đầu rồi. Chắc nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nó là đứa ra đường từ lúc 12 tuổi, sống bằng chính sức lực của nó. Trong đầu của nó chỉ nghĩ đến có một chuyện, là đi kiếm cho được mẹ nó cho tới giờ phút này. Vậy thì con cũng phải đủ hiểu là nó cứng đầu như thế nào rồi. Nhưng mà ba, Huyền dạy nó làm bánh là không thể nào. Con không muốn cho nó một cơ hội sao? Không phải là con không muốn, nhưng mà xét về kỹ thuật thì nó chưa bằng ai hết. Giả lại cách cư xử của nó cũng không giống ai. Đó là điểm đặc biệt của thằng nhỏ này. Con à, một đứa trẻ xa mẹ từ năm 12 tuổi thì làm sao nó phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng ta đừng nên hà khắc với nó quá. Nhưng mà con cũng thương nó, cho nên mới cho nó ở đây phụ việc. Nhưng mà chuyện làm bánh thứ ba lại là chuyện khác. Vậy thì ba hỏi con nè, tại sao con cho nó quay lại? Dạ, mấy hôm trước á, nó xin về đây, ba đâu có xen vô tiếng nào. Chính con là người quyết định cho nó quay lại. Tại sao? Nó đã nói gì với con? Bánh đó là cho con nít ăn đúng không chú? Là sao? Thì cái đơn hàng đó giao cho trường mẫu giáo đúng không? Chắc chắn tụi con nít thấy bánh sẽ nhào vô ăn liền. Tới lúc đó mình tính sao? Con thử một lần,
tin tưởng thằng nhỏ con sao? Con thử đặt lòng tin của con lên tấm lòng của nó coi. Nó làm được đó. Ba, không có lý nào ba tính cho nó với thằng Quân thi với nhau thiệt hả ba? Nếu được vậy thì thú vị lắm. Ba, chuyện này ba giao cho con. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu